Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang thúc đẩy nhà sản xuất ô tô thực hiện một khoản đầu tư đáng kể vào nước này, đồng thời cho biết thêm rằng một thông báo như vậy sẽ sớm được đưa ra. Bình luận của ông được đưa ra sau cuộc gặp với ông Modi hôm thứ Ba, trong chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Ấn Độ tới Hoa Kỳ. Một nguồn tin trước đây đã nói với Reuters rằng, Musk sẽ thông báo cho Modi về kế hoạch thành lập một cơ sở sản xuất ở Ấn Độ. Musk cho biết Ấn Độ có tiềm năng mạnh mẽ cho một tương lai năng lượng bền vững, bao gồm năng lượng mặt trời, bộ pin cố định và xe điện, đồng thời cho biết thêm rằng ông hy vọng sẽ mang dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX đến Ấn Độ. Ông ấy, Modi, thực sự quan tâm đến Ấn Độ vì ông ấy đang thúc đẩy chúng tôi đầu tư đáng kể vào Ấn Độ, đó là điều chúng tôi dự định làm, Musk nói với các phóng viên sau cuộc họp. Tôi tin tưởng rằng Tesla sẽ có mặt ở Ấn Độ và sẽ làm điều đó sớm nhất có thể. Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã tweet nói rằng Modi đã mời Musk khám phá các cơ hội ở Ấn Độ để đầu tư vào di động điện và mở rộng nhanh chóng lĩnh vực vũ trụ thương mại. Quốc gia Nam Á hiện đang tìm cách cho phép một số công ty Hoa Kỳ hợp tác ban đầu với các công ty Ấn Độ để đầu tư vào lĩnh vực vũ trụ của mình, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters. Ấn Độ đã mở đường cho các vụ phóng riêng vào năm 2020 và muốn các công ty vũ trụ tư nhân của mình tăng thị phần của họ trên thị trường phóng toàn cầu lên gấp 5 lần trong thập kỷ tới. Các giám đốc điều hành của Tesla đã đến thăm Ấn Độ và có cuộc hội đàm với các quan chức và bộ trưởng Ấn Độ vào tháng trước về việc thành lập một cơ sở sản xuất ô tô và pin ở Ấn Độ. Tháng trước, Musk cho biết Tesla có thể sẽ chọn một địa điểm cho một nhà máy mới vào cuối năm nay, đồng thời cho biết thêm Ấn Độ là một địa điểm thú vị cho một nhà máy mới. Các công ty Hoa Kỳ cần giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như một cơ sở sản xuất trước căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Tesla năm ngoái đã gác lại kế hoạch thâm nhập thị trường Ấn Độ do cơ cấu thuế nhập khẩu cao. Cuộc gặp của Modi với Musk, người sở hữu Twitter, diễn ra vài ngày sau khi người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey cáo buộc Ấn Độ đe dọa đóng cửa nền tảng này vì không tuân thủ các lệnh gỡ bỏ nội dung trong cuộc biểu tình năm 2020 năm 2021. Ấn Độ gọi cáo buộc này là một lời nói dối trắng trợn. Twitter không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo chính quyền địa phương. Nếu chúng tôi không tuân theo luật của chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ bị đóng cửa, Musk nói với các phóng viên hôm thứ Ba. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.